Trong những năm gần đây thì các bạn thấy là những con Samsung Galaxy S mới á, về ngoại hình ha, thậm chí là về phần cứng và camera thì nó cũng tương tự như nhau thôi, những cái mức nâng cấp qua từng năm nó không quá nhiều. Cái mà Samsung họ đầu tư là gì? Là camera, một ít về thiết kế và cái quan trọng hơn là về phần mềm. Và đặc biệt năm nay á thì Samsung họ nói rất nhiều về Galaxy AI, thì sau hơn một tháng sử dụng mình có một số thứ mình muốn chia sẻ với các bạn là liệu Galaxy AI nó có thật sự hữu ích hay không, nó giúp gì được cho mình. Và liệu đây có phải thật sự là một thứ mà Samsung có thể dùng làm lợi thế cạnh tranh hay không? Tại vì về cơ bản nó là tính năng phần mềm mà đối thủ khác có thể clone được mà đúng không? Rồi, bây giờ thì mời các bạn xem cái video chia sẻ của mình sau hơn một tháng sử dụng về những tính năng AI ở trên Galaxy S24. Mà cụ thể ở đây là mình cầm con S24 Ultra, coi coi tụi nó như thế nào ha. Cái mà mình xài nhiều nhất về những tính năng Galaxy AI á, đó là cái tính năng tự động dịch và tóm tắt trang web. Trong đó cụ thể hơn á, là cái tóm tắt mình xài rất là nhiều ha. Tại sao mình lại cần cái tính năng này? Mình là một người thường xuyên mình phải đọc tài liệu nè, mình xem khá là nhiều những cái trang web khác nhau. Và đôi khi á, mình cần biết coi là cái trang web đó nó có thể hiện đúng cái nội dung mà mình cần hay không, trước khi mình đọc kỹ hơn, trước khi mình đọc nhiều hơn. Thì cái tính năng tóm tắt ở trên Galaxy AI, bởi vì nó được tích hợp sẵn vào Samsung Internet luôn, siêu tiện. Mình chỉ cần nhấn một nút là nó tóm tắt được bất kể trang web đó đang là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Đây cũng là thứ mà rất nhiều trình duyệt khác, đặc biệt là Chrome, không làm được. Cái tính năng tóm tắt á, thật ra là ở trên Pixel có nha các bạn. Tuy nhiên á, thì nó cũng chỉ hỗ trợ tiếng Anh mà thôi, còn tiếng Việt thì không. Galaxy AI, cái hay của nó đó là ngay từ ngày đầu đã hỗ trợ tiếng Việt rồi. Cho nên á, khi mà mình đang có một cái trang web nào, mình chỉ cần nhấn vào một nút thôi, nội dung tóm tắt của nó xuất hiện ngay lập tức. Và mình có thể copy, mình có thể dán nó, mình có thể chia sẻ cho một người khác. Một cái ứng dụng mà bản thân mình hay xài á, đó là đôi khi mình đọc những cái report, những cái bài báo cáo khoa học á, rất là dài ha. Nó có thể lên tới cả vài ngàn chữ lận. Mình nhấn vào nút Galaxy AI để nó tóm tắt. Ngay lập tức là mình biết được nội dung nói về làm gì và có đúng cái mà mình đang cần tìm hay không. Nếu đúng thì mình bắt đầu mình coi tiếp, còn không mình skip, mình đi qua những cái bài tiếp theo. Đó là một trong những cái giá trị mà Galaxy AI thật sự đem lại cho mình, là nó tiết kiệm được về mặt thời gian. Về cái tính năng tóm tắt này á, là các bạn vẫn sẽ phải cần có internet để hoạt động ha. Nguyên lý hoạt động của tính năng này thật ra rất là đơn giản. Khi mà các bạn đang xem một cái trang web và các bạn nhấn nút, nó sẽ lấy cái nội dung của trang web đó, nó gửi lên trên server của Samsung. Server đó nó sẽ chạy AI xử lý tóm tắt rồi trả về kết quả cho bạn xem. Và nói như vậy thì có nghĩa là cái tính năng này thật ra nó chỉ đơn giản là một tính năng phần mềm gọi API lên trên mà thôi. Và bởi vì nó là một tính năng phần mềm cho nên về cơ bản á, là bất kỳ hãng nào cũng có thể clone được. Mà thậm chí không cần tới hãng điện thoại nữa, mà bất kỳ một lập trình viên nào với một cái hiểu biết khá là cơ bản về những cái tính năng AI đều có thể sử dụng được. Tất nhiên nó còn liên quan về vấn đề chi phí, nó còn liên quan về vấn đề tốc độ mạng và cái giá trị mà nó đem lại cho cái người làm ra tính năng đó là gì. Nhưng mà mình nói như vậy á, để các bạn hình dung được đây là một tính năng rất là dễ bị sao chép. Và bất kỳ trình duyệt nào người ta cũng có thể tích hợp vào. Thậm chí ha, khi mà những cái AI model mà dạng open source nó xuất hiện nhiều hơn thì cái tính năng tóm tắt này nó cũng không còn quá khó để làm. Như mình thậm chí còn có thể code được nữa mà. Chỉ có một cái điểm mà Samsung họ làm tốt đó, đó là thứ nhất là họ hỗ trợ tiếng Việt, và thứ hai là được tích hợp sẵn vào Samsung Internet. Mình nghĩ là chỉ nhiêu đó thôi nó đã phát huy được khá là nhiều tác dụng rồi. Cái tính năng thứ hai mà mình thấy thật sự hữu ích á, là khi mình dùng cái app ghi âm mặc định có sẵn ở trong con Galaxy S24 Ultra này. Cái hay của cái app này á, là nó có thể chuyển thể được cái giọng nói của nhiều người khác nhau ha, thành văn bản. Các bạn có thể copy nó, các bạn có thể tóm tắt nó, các bạn có thể dịch nó sang một cái ngôn ngữ khác. Các bạn có hay đi mấy cái workshop không? Các bạn có phải tham gia những cái buổi training? Các bạn có phải lên đại học các bạn ngồi trong giảng đường không? Hay là như mình đi gặp khách hàng để mình lấy những cái requirement, tức là những cái yêu cầu, những cái thông tin của họ. Thì trong những cái buổi đó thường là mình sẽ bật cái app recorder lên. Và theo một cái cách thông thường thì mỗi khi mà mình muốn nghe lại là mình phải nghe từ đầu đến cuối. Và bởi mình đâu có biết chắc được là cái đoạn ghi âm mà mình cần nó nằm ở đoạn nào đâu. Nhưng bây giờ thì Galaxy AI nó đã chuyển thể những cái giọng nói đó thành văn bản rồi, cho nên mình có thể tìm kiếm được. Chỉ riêng cái việc tìm kiếm được thôi đã giúp cho mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi mà mình cần tra lại một cái thông tin nào đó. Mà cái tính năng ghi âm rồi chuyển thành văn bản này nó không chỉ đỉnh ở cái chỗ là nó chuyển khá là chính xác ha, mà khi mà mình tóm tắt và tổng kết thì nó không chỉ tóm tắt một cái dòng ý rất là chung chung đâu, mà nó tóm tắt thậm chí rất là chi tiết nha các bạn. Như ở đây các bạn có thể thấy là nó thậm chí còn chia ra được những cái đoạn heading khác nhau theo từng ý khác nhau nữa. Ví dụ như ở đây là podcast hỗ trợ học tập, rồi nó liệt kê ra những cái ý chi tiết bên dưới là gì. Mình đánh giá là cái tính năng tóm tắt ở trong cái app recorder này thậm chí nó còn làm tốt hơn so với lại cái tính năng tóm tắt mà nằm ở bên trong quá trình duyệt web nữa. Và cái điểm mà mình thích là nó thật sự tiết kiệm được cho mình thời gian, nó thật sự giúp cho mình đơn giản hóa được những cái bài toán mà trước đây những cái điện thoại khác nó không làm được. Những cái app tương tự ở trên những cửa hàng ứng dụng, có thể là của App Store hay là Google Play Store, đều có hết đó các bạn. Chứ tính
năng này thật ra không là mới, nhưng cái hay là Samsung họ tích hợp hết tất cả mọi thứ vào và các bạn có thể xài nó ngay lập tức, các bạn không cần phải cài thêm app nào. Và cũng phải nói luôn ha, là những cái tính năng này chạy tốt không? Vẫn tốt, nhưng mà hoàn hảo không thì chắc chắn là chưa. Khi mà các bạn nói lẫn giữa tiếng Việt và tiếng Anh á, đôi khi nó không có nhận ra được mấy cái chữ tiếng Anh. Chữ tiếng Việt thì đa số đều nhận tốt, hoặc là cái người mà các bạn đang thu âm á, người ta nói nhanh quá, người ta nói mà kiểu lướt chữ á, thì đôi khi nó cũng không nhận ra được. Dành cho bạn nào muốn mua Galaxy S24 á, thì hiện nay các bạn có thể ghé qua Cellphone S ha. Họ đang có rất nhiều màu nè, mẫu mã và dung lượng để mà các bạn lựa chọn. Tất nhiên Galaxy S24 Ultra cũng nằm trong đó luôn. Hiện nay giá của S24 Ultra ở Cellphone S chỉ khoảng 33 triệu thôi, nhưng mà các bạn còn được giảm nhiều thứ lắm. Các bạn còn được giảm thêm khi mà thanh toán vào VNPay nè, các bạn còn được tặng phiếu mua hàng 2 triệu nè. Nếu mà các bạn thu cũ lên đời, giảm thêm một mớ nữa, tính ra thì cũng tiết kiệm được kha khá, và cái mức giá thật sự để các bạn sở hữu á, nó chỉ khoảng 20 mấy triệu. Mình có để cái đường link ở bên dưới phần bình luận, nếu như mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể click vào và liên hệ với Cellphone S ha. Các bạn sẽ có những cái mức giá rất tốt khi đi mua những thiết bị của Samsung tại Cellphone S. Một trong những cái bộ tính năng tiếp theo mình xài cũng khá là nhiều đối với lại Samsung Galaxy AI á, là những cái tính năng về chỉnh sửa ảnh. Giống với lại Google Photo ha, thì ở trên cái trình chỉnh sửa ảnh mặc định của Samsung á, bây giờ các bạn có thể dùng những cái tính năng nó gợi ý là cái ảnh này nên chỉnh sửa như thế nào. Các bạn không cần phải ngồi tự kéo lại về độ sáng, về màu sắc nữa, nó tự gợi ý cho các bạn luôn. Thực ra cái tính năng này thì anh em Android tụi mình đã xài từ rất là lâu rồi, trên Google Photo cũng có. Cái mà mình thấy nó làm hay hơn á, là khi mà nó thấy được những cái bức ảnh chân dung ha. Và bức ảnh đó bạn có thể chụp bằng Galaxy S24 Ultra, S24 hay thậm chí là các bạn chụp bằng máy khác, chụp bằng iPhone cũng được. Miễn là nó nằm trên con S24 Ultra của các bạn thì nó sẽ nhận diện và nó biết được đâu là người, đâu là cái nền phía sau. Và nếu các bạn cần, các bạn có thể chỉnh cho cái nền nó mờ đi, nó nhòe hơn, nó tối ưu được về cái phong cảnh ở phía sau. Như vậy thì các bạn sẽ có được một cái bức ảnh chân dung ấn tượng hơn. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó, nếu như mà các bạn có chụp những cái bức ảnh mà nó có cái phần bóng ở phía sau mà có hắt vào kính á, tức là nó sẽ tạo ra một cái ảnh phản chiếu trong gương, thì lúc đó bộ Galaxy AI á, nó vẫn có thể nhận diện được và nó gợi ý cho bạn là bạn có thể xóa cái hình đó đi để bạn có được một cái ảnh nó có cái độ tập trung cao hơn. Những cái tính năng này á, tuy là nó nhỏ thôi, nó cũng không tác động quá nhiều đâu. Mình đang tưởng tượng tới kiểu là mình đưa lên một cái khung ảnh rồi nó phải gợi ý cho mình chụp sao cho đẹp đúng không? Chưa, Galaxy AI chưa được tới mức đó. Ở trên Samsung Galaxy AI còn có một tính năng mà Samsung họ quảng cáo rất nhiều ha, nhưng mà bản thân mình thì không xài nhiều. Đó là khi mà các bạn có một cái cuộc gọi thì nó sẽ dịch cuộc gọi, và lúc đó là nó chạy tính năng AI on device, tức là nó sử dụng chip xử lý để nó dịch. Thì cái cách hoạt động của AI on device nó sẽ đảm bảo là những gì mà các bạn nói trong cuộc hội thoại đó nó không bị gửi lên server. Samsung không biết, Google không biết, chỉ có cái máy của các bạn biết thôi, nó không truyền đi đâu cả. Ngoài ra thì nó phải dịch on device như vậy thì nó mới đáp ứng được cái tốc độ. Ngoài ra thì lúc mà các bạn thực hiện cuộc gọi á, chưa chắc là mạng đã ổn định đâu, cho nên là vẫn sẽ phải có on device để nó xử lý tất cả mọi thứ theo thời gian thực ha. Nhưng mà riêng bản thân mình thì công việc của mình thường là chỉ gọi với người Việt thôi, mình không có gọi điện với người nước ngoài. Nếu có thì cũng là tiếng Anh, mà tiếng Anh thì mình đã cũng khá là ổn rồi, cho nên là mình cũng không cần phải dịch. Nãy giờ mình nói với các bạn nhiều về những cái tính năng mình hay sử dụng và nó hay ra sao rồi, thế thì còn nhược điểm của bộ Galaxy AI là gì? Một trong những cái nhược điểm mà mình thấy được đó là, mình phân tích lúc đầu ha, có những cái tính năng AI rất hay, chạy rất nhanh, dịch trực tiếp ở trên máy luôn. Mấy tính năng đó perfect và đúng nghĩa, mình gọi nó là một cái AI phone. Tuy nhiên có nhiều tính năng khác thì các bạn thấy nó chỉ đơn giản là một cái gọi API lên server. Và khi đó thì bất cứ máy nào cũng có thể dùng được, một con máy giá rẻ, một con máy tầm trung, thậm chí là một cái con máy mà vài ba triệu cũng có thể dùng được, tại vì nó chỉ đơn giản là một cái API call rất là nhẹ nhàng thôi. Mình thấy là với những cái tính năng như vậy thì Galaxy AI vẫn đang làm rất tốt, nhưng mà để gọi là tạo nên một cái sự khác biệt quá lớn hay không thì tính đến thời điểm này mình thấy là nó chỉ mức vừa vừa thôi. Mình đoán là trong chỉ vài tháng nữa thôi, hàng loạt những hãng khác người ta sẽ clone những cái tính năng đó về, thậm chí là app bên thứ ba rồi cũng sẽ bổ sung những cái tính năng tương tự. Và như vậy thì liệu những cái tính năng AI khi đó nó còn là một cái sự khác biệt của Samsung Galaxy S24 hay không? Nhất là khi mà vài tháng nữa những con Galaxy S23, ví dụ như là S23 dòng thường ha, hay là thậm chí như những con Z Fold 5, Z Flip 5 rồi cũng sẽ được cập nhật những cái tính năng AI này. Vậy thì Galaxy AI rõ ràng không phải là một cái bộ nào đó quá khác biệt, không phải là một cái lý do hàng đầu để mà các bạn có thể đi mua một con Galaxy S24 Ultra. Những cái lý do để mà các bạn quyết định mua một con điện thoại á, nó vẫn chưa dựa vào Galaxy AI là chủ yếu. Nó vẫn phải dựa vào màn hình có ngon hay không, camera ngon hay không, hiệu năng như thế nào, thiết kế có hợp nhãn hay không, pin có chạy ngon hay không. Và tất cả những cái yếu tố đó thì mình đã từng có một cái video riêng mình chia sẻ với các bạn rồi, thì các bạn có thể xem kỹ hơn trong cái clip đó ha. Có một cái điểm làm cho mình khá là lo lắng về Galaxy AI đó là Samsung họ chưa có công bố là sau khi hết cái giai đoạn miễn phí 2 năm thì Galaxy AI nó sẽ được tính phí như thế nào. Tới cái lúc mà họ tính phí chắc chắn là sẽ có rất nhiều người không vui. Mình cũng không vui. Mình biết là duy trì những cái tính năng này nọ thì đúng là tốn kém thiệt. Nhưng mà thà là ngay từ đầu Samsung họ công bố những thứ đó đi, thì lúc đó mọi người đỡ bất ngờ hơn. Nhưng mà bây giờ ha, Samsung họ còn chưa biết kế hoạch của họ sẽ tính phí ra sao, tính bao nhiêu nữa mà.
thì cái này là mình chưa thích, chưa hài lòng. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái tính năng của Galaxy AI. Tóm lại ha, tụi nó hữu ích đó. Nó không chỉ đơn giản là một cái trò marketing gimmick, nó không chỉ đơn giản là một thứ để truyền thông, mà mình thấy đúng là nó có giá trị thật sự. Những tính năng Galaxy AI năm nay đi vào giải quyết đúng những cái nỗi đau. Tuy nhiên, để gọi là nó quá khác biệt và đến cái mức mà các bạn phải nâng cấp từ những cái máy cũ lên những con máy mới hả, thì mình không nghĩ đó là cái thứ dùng để mà ra quyết định. Và các bạn vẫn phải dựa vào nhiều yếu tố khác của một con Galaxy S24 Ultra để các bạn quyết định coi là các bạn liệu có thật sự cần nó hay không. Galaxy AI vẫn hay đó, nhưng mà để gọi là một cái yếu tố làm cho S24 trở nên khác biệt so với những con điện thoại khác thì mình nghĩ nó chỉ tồn tại trong khoảng vài tháng nữa thôi. Khi mà các hãng, đặc biệt là Trung Quốc ha, họ bắt đầu tung ra những con flagship khác, mình nghĩ là cuộc chơi nó sẽ khác hơn rất là nhiều và AI sắp tới sẽ xuất hiện trên mọi tính năng, mọi mặt trận, trên mọi thứ mà các bạn cầm sờ thấy được trên cái phần mềm của một con điện thoại. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào thêm về Galaxy AI thì mình mời các bạn comment vào trong cái video này ha. Cái nào mà mình biết thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.